Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người xem cái thùng 40 đôi đứng ha. Đây, đây là cái lưới của nó đây. Đây, lôi nó ra đây. Lọc ấy. Rồi. Trước tiên là mọi người xem bên trong nha. Cái này thì sử dụng là hai chép, một chép quay lên, một chép quay xuống nha. Và có cái hộp chống rung ở bên trong này. Yeah. Hộp chống rung cho nó sờ. Đấy. Đây. Bên trong là không có ngang bát rồi nha, tại vì chạy mặt mono. Đó. Sẽ hai hộp hộp chép này nha. Đây. Đây. Cái bay lên, cái bay xuống như thế này. Đây nó có lỗ dưới rộng hơn nè. Qua đây thì này được lại. Đó. Và dặn được chép 450 nha, tối đa là 450. Đó. Rồi. Và phụ kiện bên trong á là nó còn có là ốc bắc nè, ốc bắc bánh xe nè. Là nó có ốc xoắn bông mai dưới đây, bấm sẵn dưới đây rồi. Bạn sẽ là mua thêm bánh xe bên mình là có ốc này vô, ok ha. Và cái đế này thì siết bình lại, cái này chạy bình tối đa là 20 ampere. Đó, cái bình 20 ampere nha. Và nếu như các bạn muốn mạnh hơn thì có hai cái 20 ampere thì cũng được đó, nhưng mà cũng được thì nó sẽ dài ra ngoài. Đó, bình 20 ampere ha. Rồi còn có 4 lỗ thông hơi. Đây. Đây ra. Và bên hông thùng bên đây là mắc sơ nè. Đây cho các bạn xem cảnh mặt mắc sơ nha. Đó. Và bên đây là tay cầm chính giữa thùng nha. Đây. Rất là đẹp luôn. Đó, mỗi thùng của nó phía sau nó có khuyết lại một xíu. Đây. Cho nó dễ in. Rồi. Bên đây thì cũng có một tay cầm này. Rồi, bây giờ cho lưới vô đi. Cho lưới vô rồi sẽ đổi cái thứ ha. Lưới vô. Lưới này rất là dày luôn nè. Cái này. Đây vô xong thích xong là nó như thế này. Và nếu như mà ai kỹ thì sẽ lót cái mút chống rung ở trong ra trong chỗ ốc nè để nó đỡ bị rung. Lót ở đầu mà nó có ma sát như thế này nè. Thì các bạn lót cái mút chống rung ở đây nó đỡ bị đè ha. Đánh nó không có rung lưới á. Nó rung lưới thì nó không có rẹt tới cái thùng. Rồi, bây giờ đây, lưới đây. Lưới rất nặng luôn á. Rồi bây giờ đo kích thước không ạ? Đo hậu á. Đây. Hậu của nó là 46 gần 47 nha. Đây, 47, 47 cm. Rồi, chịu nghe. Chiều ngang là gần 45 nha. 45 45. Rồi, chiều cao lên nè. Sáng hùng luôn. Kéo lên sáng hùng luôn. Chiều cao lên là 1m14 nha. Đây. 1m14. Đó. Ok. Rồi. Mặt có sơ thì các bạn nào muốn đóng thùng á thì đưa cái mẫu
đưa cái kích thước mixer chiều ngang cao nè, là mình sẽ đóng mixer thôi. Và nếu như mặt mixer lớn quá thì mình sẽ cho đẩy phía sau đây, cái đầu mixer nằm phía sau đây. Và nếu như mà mặt mixer nằm nhỏ như thế này á thì sẽ cho nằm ở bên hông như thế này đó. Thì nếu như mà cái mixer mà vuông mà 19-38 đang cháy hàng hiện giờ đó thì nó phải đẩy phía sau nha, bự quá, cái đó bự quá đẩy phía sau. Còn cái này là 14-31 nè, nó nhỏ cho nên là đẩy phía bên hông được đó. Và đóng một cái hộc chống rung này, nó không có động chạm gì nhiều tới cái bo cho nên là nó độ bền bo nó cao hơn đó. Rồi cái mình giới thiệu của Hùng đây cũng sẽ kết thúc ha. Bạn muốn đặt thì liên hệ bên mình, và thời gian đóng là khoảng chừng một tuần, một đến hai tuần hoặc là cao hơn có thể, vì là đơn hàng nhiều thì mình sẽ làm xong những đơn hàng trước, và mấy cái đơn hàng lẻ này đều các bạn phải chịu rồi, phải đóng thùng cỡ khoảng một hai tuần đó. Các bạn ok thì đóng, còn không ok thì thôi luôn, thua luôn. Cái này nếu như mà hên á thì tầm 3-4 ngày là có rồi. Như cái mẫu thùng này của anh khách quen này, anh đặt được 3 ngày là có rồi đó. Hôm nay thì mình cũng mượn thùng này quay lên luôn. Lúc trước là có nhưng mà mình không có rảnh quay lên. Hôm nay thì mình quay lên cho các bạn xem luôn để nó chơi nè. Mà nhìn rõ nước sơn nè, rất là đẹp luôn ha. Thấy chưa? Đó. Nước sơn hộp sơn rất là đẹp. Sơn đấy gần 5 lớp rồi. Sơn thường, rồi sơn thường tới 3 quận. Rồi sơn nhám lên 2 quận nữa. Đó. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại nha. Bye.